Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ Tống Kim Lý Quỳ cho anh em xem nha. Anh em xem hôm nay Lý Quỳ 215, Khải 216, quá thua Lý Quỳ 2 cái mấy điểm. Anh em cùng xem xét đồ Lý Quỳ như thế nào anh em. Hiện tại server này chỉ mới bình khoảng hơn 1 tuần thôi anh em ơi. Và những trang bị của Lý Quỳ sẽ ra sao anh em cùng xem thử nha. Đầu tiên thì Lý Quỳ đang sử dụng mình một cây kháng hở 15, chón 20, một cái nón 15, 30. Hiện tại đang đi theo vũ khí thủy và nón thủy. Dây chuyền kim sinh lực cao khá ok dành cho thiên nhẫn, này thiên nhẫn nha em. Một cái áo phục hồi 40 kim. Hiện tại đang thiên nhẫn mà đi theo cái hướng vũ khí thủy, nón thủy nha em. Một bao tay chống 30 dòng 1. Một cái nhẫn quên một ngập bội 15-20, quên 13-20 sinh lực lực. Tính ra thì nếu mà kích hết không kim. À tính ra ngập Lý Quỳ chỉ kích được 380 chó nha em ơi. Bao tay dòng 1 này và cái nhẫn quên ngập bội dòng 1 mà thôi. Dòng chó dưới không kích nha em. Hiện tại là 30 với 20 là được đạt 80 chón. Cái dưới này là kháng hỏ này. Và cái này kháng lôi. Này kháng lôi, hai món kháng lôi, một đôi giày hở kim để kích ngọc bội. Nhẫn mộc. Đó tính ra là 3 món mộc này, 1 mộc này, 2 mộc này, 3 mộc này. Và 4 món hỏ. Một hỏ này, hai lấy chón này. Đây hỏ với chón này. Hỏ với chón. Tính ra hiện tại này thì đang chưa có giá trị kháng cả thì nói chung tầm này không có giá trị kháng cả anh em. Đồ tầm này là ok rồi anh em ơi. Rồi nói chung thì anh em xem video của Lý Quỳ này đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho nha. Hiện tại những món đồ này thì nó không có giá trị bao nhiêu anh em, chỉ có vài trăm xu hoặc là một kim quay đầu thôi anh em. Nên là tổng set đồ này thì Khải nghĩ cũng tầm cao lắm cũng 400-500 nghìn thôi anh em ơi, không có nhiều lắm đâu anh em. Nói chung là đỡ mà tính ra từng món 500 xu một kim này nọ thì nó hơi lâu nè. Nên là Khải tổng quan ngạc này thì nói chung là tầm server mới mà đồ không có nè, nên là chỉ tầm như vậy anh em ơi. Hiện tại này không chó luôn nha em, hiện tại những món đồ chó chưa có anh em ơi. À, những món đồ làm chậm chứ. Những đồ làm chậm chưa có. Nên là hiện tại đang đi theo hướng mắt chón nè, 80 chón. Đó. Đồ sinh lực thì này, sinh lực nội lực thì hơi hiếm nè. Đó anh em thấy không? Chỉ được vài món sơ sơ thôi. Rồi, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ Lý Quỳ một like chia sẻ cho nha. Đó, hôm nay được top 2 tổng kim. Rồi đó. Anh em thích soi cao thủ nào thì cứ comment bên dưới, Khải sẽ tiếp tục soi nha anh em.